đứng bên bờ sông Seine, nơi dòng nước lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những ánh đèn của Paris, cảm nhận một làn gió nhẹ thoảng qua. Ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn nhuộm đỏ trên mặt sông, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và bình yên. Cô vuốt nhẹ mái tóc được nhuộm vàng, ánh sáng mặt trời phản chiếu tạo ra những sợi tóc như lấp lánh kim cương. Đôi mắt cô, mặc dù sáng lên sự hạnh phúc, vẫn mang một chút ngạc nhiên về cuộc đời mới mà cô đang bắt đầu. Với tất cả vẻ đẹp và sự lãng mạn của nó, giờ đây là chứng nhân cho một chương mới trong cuộc đời cô. Cô không còn cảm thấy sự u sầu hay nỗi đau nữa. Thay vào đó, cô cảm nhận được sự tự do và niềm vui mới mẻ. Dòng sông Seine với vẻ đẹp vĩnh cửu của nó như một biểu tượng của sự tái sinh và hy vọng. Ly hôn. Nước mắt cô lăn dài khi bước ra khỏi tòa. Dù rằng cô đã tự mình quyết định ly hôn, nỗi đau vẫn như đang xé toạc trái tim. Chuyện của cô cũng như bao phụ nữ khác, một câu chuyện phản bội với kết cục là ly hôn. Thoạt nghe, mọi câu chuyện dường như giống nhau, nhưng mỗi gia đình, mỗi cuộc hôn nhân đều có những nguyên nhân và nghịch cảnh riêng dẫn đến tan vỡ. Câu chuyện của cô, dù đau đớn, không nằm ngoài quy luật đó. Cô, một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi 18, là người xinh nhất trường, nụ cười của cô tỏa nắng, ánh mắt long lanh khiến bao nhiêu người si mê. Nhưng rồi, nhan sắc ấy không thể bảo vệ cô khỏi những tổn thương và nỗi đau của cuộc hôn nhân thất bại. Ngày cô gặp anh, mọi thứ tưởng như hoàn hảo. Anh là người đàn ông trưởng thành, thành đạt và chu đáo. Cô nhanh chóng sa vào vòng tay ấm áp của anh, ngỡ rằng đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó. Khi bước lên lễ đường, cô tin rằng mình đã chọn đúng người, rằng cuộc sống sẽ mãi là một bức tranh màu hồng. Nhưng sự thật không hề như cô tưởng. Sau những tháng ngày mặn nồng là những rạn nứt không thể tránh khỏi, những lời nói dối bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của họ. Anh thay đổi, không còn là người đàn ông dịu dàng và quan tâm đến cô như trước. Thay vào đó, những chuyến công tác dài ngày, những tin nhắn mờ ám và những lần về nhà muộn màng càng làm cô nghi ngờ. Cô từng tự lừa dối mình, nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ qua, rằng anh vẫn yêu cô như những ngày đầu. Nhưng rồi một ngày, sự thật phũ phàng đập thẳng vào mắt cô phát hiện ra anh đã phản bội cô với người phụ nữ khác. Tim cô như vỡ vụn, nhưng không phải chỉ vì sự phản bội, mà vì tất cả những lời hứa, những hy vọng mà cô đã từng đặt vào anh giờ đều tan biến. Cô đã từng cố gắng tha thứ, từng tự lừa dối lòng để níu kéo hạnh phúc đã mất. Nhưng càng cố gắng, cô càng nhận ra rằng thứ cô níu kéo không phải là tình yêu, mà là một hình ảnh về một cuộc hôn nhân hoàn hảo mà cô đã từng mơ mộng. Cô hiểu rằng cô không còn lý do nào để tiếp tục ở bên anh nữa. Và hôm nay, khi bước ra khỏi tòa, cuộc hôn nhân của họ đã chính thức kết thúc. Cô không trách anh, cũng không trách mình. Có lẽ tình yêu đã hết từ lâu, chỉ là cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó. Nhìn về phía trước, cô biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới, không còn anh bên cạnh. Dù đau đớn, nhưng cô biết rằng ly hôn không phải là thất bại, mà là cách cô tự giải thoát khỏi cuộc sống không còn tình yêu. Chuyện của cô quay ngược về năm cô học lớp 11. Cô bắt đầu để ý đến anh năm cô lên lớp 11. Anh hơn cô một lớp. Anh tên Hà và cô tinh vi Lê Hoàng Khánh Vi. Ở thời điểm ấy, anh là lớp trưởng, một hình mẫu lý tưởng trong mắt biết bao người. Dáng người cao, ốm, phong thái hoạt bát, năng động, anh nhận được sự tín nể không chỉ từ bạn bè cùng lứa mà còn từ cả các đàn em trong trường. Mỗi sáng thứ hai, khi anh bước lên bục sân trường để phổ biến những kế hoạch hoạt động trong tuần, vì cảm thấy như mình bị cuốn hút mất hồn vào dáng vẻ tự tin, phong thái đỉnh đạt và giọng nói dứt khoát của anh. Dù ngồi giữa sân trường đông đúc, xung quanh là bao người, nhưng trong mắt cô, Hà như hiện lên một cách rất đặc biệt, cao xa, khó với tới,
khiến lòng cô dâng lên sự ngưỡng mộ không nguôi. Anh không chỉ nổi bật vì ngoại hình hay vai trò lãnh đạo mà còn bởi thành tích học tập đáng nể. Anh học rất giỏi, thậm chí mỗi lần thầy cô muốn động viên cả lớp cố gắng là lấy anh ra để làm tấm gương. Với thành tích xuất sắc, Hà trở thành hình mẫu lý tưởng mà không chỉ Vi, cả các bạn đồng trang lứa ai cũng đều hướng tới. Lòng ngưỡng mộ ấy dần dần biến thành tình cảm sâu đậm mà Vi chưa từng trải qua trước đây. Cô say đắm nhìn theo anh từ xa, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi hai người tình cờ gặp nhau trong hành lang hay sân trường. Cô tự hỏi, liệu anh có bao giờ chú ý đến mình hay chỉ mãi là một cô học trò nhỏ bé, đơn thuần ngước nhìn lên người con trai với ánh hào quang ấy. Hà không hề biết điều đó, anh vẫn hàng ngày tới trường và học tập, tham gia tích cực các hoạt động. Vi luôn giấu cảm xúc mình để không ai biết. Cô yêu anh từ lúc nào không hay, và tình yêu che giấu đó một ngày đã bị ba cô phát hiện bởi bức thư tình yêu cô giấu trong ngăn kéo và những trang chữ trong nhật ký cô. Những trang nhật ký của Vi chứa đựng biết bao tâm sự thầm kín mà cô không dám nói ra. Cô viết về những cảm xúc của mình mỗi khi nhìn thấy Hà, về cách tim cô đập nhanh hơn khi anh vô tình lướt qua, hay ánh mắt cô dõi theo bóng dáng anh giữa sân trường đông đúc. Cô tự hỏi trong nhật ký, liệu có ngày nào đó Hà sẽ quay lại nhìn cô như cách cô nhìn anh với sự ngưỡng mộ và yêu thương thầm lặng. Ngày, tháng, năm. Hôm nay, anh lại đứng trên bục sân trường, giọng nói trầm ấm vang lên đầy tự tin. Em cứ nhìn anh mãi, như thế chỉ cần một giây thôi anh sẽ nhìn về phía em. Nhưng không, anh chẳng hề hay biết, anh vẫn cứ đi qua em mà chẳng một lần ngoảnh lại. Có phải vì em quá tầm thường giữa bao người xung quanh anh không? Tự nhiên lòng em lại nhói lên, nhưng em không thể dừng yêu anh được. Em chỉ biết yêu anh từ xa, giữ kín trong lòng và viết ra những điều này để có thể vơi bớt nỗi nhớ về anh mà em không thể nói với ai. Vi biết rằng tình cảm của cô chỉ là một mối tình đơn phương, nhưng tình yêu đầu đời ấy quá mãnh liệt và ngọt ngào khiến cô không thể dừng lại. Ngày qua ngày, cô viết ra tất cả, từ những niềm vui nhỏ nhoi khi nhìn thấy anh cười đến những nỗi buồn khi anh lướt qua cô mà chẳng hề chú ý. Ngày tháng năm. Ba, hôm nay em mơ thấy anh. Trong giấc mơ ấy, anh nắm lấy tay em, nói với em rằng anh cũng cảm nhận được điều mà em đang cảm nhận. Anh cười, và rồi chúng ta cùng bước đi trên sân trường, nơi mà mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta. Em đã từng ước rằng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi em lại tỉnh dậy, chỉ còn lại nỗi nhớ anh da diết. Em biết rằng có lẽ anh chẳng bao giờ biết đến tình cảm này, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh. Những trang nhật ký của Vi không chỉ là nơi cô gửi gắm những cảm xúc đầu đời, mà còn là nơi cô lưu giữ từng kỷ niệm với Hà, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi thoáng qua. Đó là những lần anh đứng dưới bóng cây giữa sân trường, lướt nhìn đâu đó mà không hề biết cô đang quan sát. Là những khi anh cười đùa với bạn bè, mà Vi chỉ biết đứng xa nhìn theo, lòng đầy thương nhớ. Rồi một ngày, khi ba cô tình cờ phát hiện cuốn nhật ký đó, ông lật từng trang, đọc từng dòng chữ của con gái mình với một cảm xúc khó tả. Những dòng viết tay đầy sự chân thành non nớt của tuổi trẻ, tình yêu vụn dại lần đầu chớm nở. Ba không nói gì, nhưng ông hiểu rằng tình cảm này của Vi sẽ không thể nào dễ dàng. Từ hôm đó, không khí trong nhà trở nên khác lạ. Ba cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô đoán rằng ông đã đọc được những gì cô viết, nhưng không hề trách mắng hay nói nặng lời, chỉ là ông lo sợ rằng Vi sẽ bị tổn thương bởi một tình yêu không được đáp lại. Ba cô không nói gì, bởi ông nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của một cô gái đang lớn, một tình cảm ngây thơ, trong sáng, mà rồi thời gian sẽ làm nó phai nhạt dần. Ông tin rằng như bao cô gái khác ở độ tuổi này, Vi rồi sẽ trưởng thành và quên đi tình yêu đầu đời đầy mộng mơ đó. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn vào một buổi chiều hôm ấy. Khi ông đi ngang qua phòng Vi, cửa phòng khép hờ, vô tình ông nghe thấy tiếng cô tâm sự với cô bạn thân đến chơi nhà, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng. Mày biết không, tao không có giấu được nữa. Tao thực sự yêu anh Hà, nhưng không biết phải làm sao. Mỗi ngày đi học, tao đều chỉ mong được gặp ảnh,
Nhãn chẳng bao giờ chú ý đến tao. Tao đã viết bao nhiêu lá thư nhưng mà không có dám gửi. Cảm giác này làm tao mệt mỏi quá chừng. Những lời nói của Vi như mũi dao đâm thẳng vào lòng ba cô. Tình cảm ngây thơ mà ông từng nghĩ chỉ là thoáng qua nay đã trở thành một thứ gì đó sâu sắc và khó kiểm soát hơn. Ngay lúc đó ông hiểu rằng tình yêu của Vi dành cho Hà không hề đơn giản như ông đã nghĩ. Nó đã lớn dần và chiếm hết tâm trí của con gái ông. Cơn giận bùng lên trong lòng ông, không chỉ vì tình cảm không phù hợp ấy, mà còn vì lo lắng cho tương lai của Vi. Ông không thể chấp nhận việc cô đặt hết tâm sức vào một mối tình tuổi học trò mà có thể bỏ bê việc học hành, tương lai. Ông mở toang cửa phòng, khuôn mặt đầy tức giận. Vi giật mình, lúng túng đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ba cô không cần cô giải thích. Ông lao tới, nắm lấy cuốn sổ nhật ký và những trang thư giấu trong ngăn kéo của cô, xé tang chúng mà không cần một lời giải thích. "Con nghĩ mình đang làm gì?" ông quát lớn, giọng nói tràn đầy sự thất vọng và giận dữ. "Con nghĩ yêu đương ở tuổi này là điều con nên tập trung sao? Sách vở đâu? Học hành đâu? Con đã nghĩ đến tương lai của mình hay chưa? Hay chỉ mãi mê đuổi theo những thứ viển vông này?" Vi đứng chết lặng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô không ngờ rằng ba mình lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cô chỉ biết im lặng nhìn ông xé nát tất cả những trang giấy mà cô đã viết ra từ tận đáy lòng. Từng câu chữ đầy yêu thương và khát khao. "Con từ nay không được phép gặp gỡ ai, không được phép đến trường nếu còn tiếp tục như vậy." Ba cô ra lệnh, khuôn mặt đanh lại, mắt ông đỏ ngầu vì tức giận. "Con sẽ ở nhà, không đi học cho đến khi con biết mình nên làm gì với cuộc đời." Những lời của ông như sét đánh ngang tai, Vi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Cô không chỉ mất đi cuốn nhật ký và những cảm xúc chân thành của mình mà còn bị tước đi cả quyền tự do, quyền được đến trường, nơi duy nhất cô có thể gặp Hà và sống trong giấc mơ của mình. Trái tim cô đau đớn, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn ba mình rời đi. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng lần này không chỉ vì tình yêu đơn phương không được đáp lại mà còn là sự mất mát quá lớn đối với cuộc đời cô. Sau khi xé nát tất cả những trang thư và nhật ký của Vi, cơn giận của ba vẫn chưa hề nguôi ngoai. Ông quay sang cô bạn thân của Vi, người đã vô tình trở thành nhân chứng cho cơn bão giận dữ ấy. "Ra khỏi nhà tôi ngay!" Ông hét lớn, khiến cả hai cô gái đều sững sờ. Cô bạn của Vi lúng túng, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng nhặt túi xách đi về. Trước khi cô bạn kịp bước ra cửa, ba Vi đã bước đến chặn lại. Ông nghiêm giọng, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. "Từ nay cô không được phép đến gặp Vi nữa. Tôi không muốn con gái tôi kết bạn với những người khuyến khích nó làm những điều ngu ngốc và bỏ bê học hành. Nếu tôi thấy hai cô còn tiếp tục liên lạc, tôi sẽ không để yên đâu." Cô bạn hoảng hốt, không nói thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ rời khỏi nhà. Trong khi đó, Vi đứng bất động, nước mắt chảy dài, không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Người bạn thân nhất của cô bị đuổi ra khỏi nhà mà không một lời giải thích. Chỉ vì ba cô không muốn cô tiếp tục dính líu đến bất kỳ ai có liên quan đến mối tình tuổi học trò này. Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô bạn, ba Vi quay lại, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía cô. "Từ nay trở đi con không được phép gặp lại cô ta và đừng có nghĩ đến việc yêu đương gì nữa. Chỉ có học hành mới là tương lai của con, không phải những chuyện phù phiếm như thế này." Vi nghẹn ngào trong đau khổ, cô cảm thấy bị cô lập, bị tước mất quyền tự do và đặc biệt là mất đi người bạn thân nhất, người duy nhất mà cô có thể tâm sự về tình yêu và những cảm xúc thầm kín của mình. Những gì còn lại chỉ là những trang giấy tan nát và một trái tim đầy vết thương. Sau khi rời đi, ba Vi quay lại. Lần này, ông xé nát tất cả những tập vở và sách vở của Vi, không những trên bàn và trên kệ sách. Vi như tan nát, đổ gục xuống bàn. Ngày hôm đó đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc đời Vi. Cô biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Tình yêu của cô dành cho Hà giờ không chỉ bị giấu kín mà còn bị đè nén, bị ngăn cấm. Và điều đó khiến trái tim cô càng thêm đau đớn. Nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất chính là sự mất mát niềm tin vào ba mình.
người mà cô từng nghĩ sẽ hiểu và ủng hộ cô, nay lại trở thành người tước đi tất cả. Vi nằm co ro trong căn phòng tối, cơ thể đau nhức vì những vết bầm tím do ba đánh. Từng cú đòn của ông như dao cắt vào da thịt cô, nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả là nỗi dằn vặt trong lòng. Những giọt nước mắt cô chảy ra không chỉ vì cơn đau thể xác, mà còn vì nỗi đau tinh thần không cách nào gột rửa được. Cô không giận ba, dù rằng ông đã đánh cô rất nặng, nhưng trong thâm tâm, Vi hiểu rằng ba chỉ muốn tốt cho cô. Ông lo lắng cho tương lai của cô, lo rằng cô sẽ đánh mất mình trong một tình yêu viễn vông không có hồi đáp. Hà, người mà cô thầm yêu, chưa bao giờ biết đến tình cảm của cô. Đối với anh, cô chỉ là một trong hàng trăm gương mặt quen thuộc ở trường, một cái tên không có gì đặc biệt. Ba chỉ muốn con được bình an, được hạnh phúc. Cô nghe ông nói trong cơn giận, những lời nói ấy ám ảnh tâm trí cô, đang xen giữa sự yêu thương và nỗi thất vọng. Cô biết mình đã làm ba thất vọng, đã để bản thân chìm đắm vào một giấc mộng không thành, đã khiến ông phải ra tay nghiêm khắc. Nhưng dù vậy, cô vẫn thương ba, cô biết ông yêu cô vô cùng, và từng cú đòn ông giáng xuống cũng là vì tình yêu ấy, vì mong muốn giữ cô khỏi những sai lầm tuổi trẻ. Dằn vặt giữa sự hối lỗi và tình yêu dành cho ba, Vi cảm thấy mình như bị kẹt trong cái bẫy của chính cuộc đời mình, không biết làm sao để thoát ra. Cô tự trách mình vì đã để con tim lạc lối. Cô biết rằng cô không nên để tâm hồn mình trôi dạt vào những cảm xúc vô định ấy, không nên dành quá nhiều thời gian mơ mộng về Hà, người chưa bao giờ dành một cái nhìn đặc biệt cho cô. Đó là lỗi của mình. Mình đã sai khi để tình yêu mù quáng này điều khiển cuộc sống. Cô nghĩ, lòng đầy đau đớn và hối tiếc. Cô thầm mong rằng có thể quay ngược lại thời gian để không viết những lá thư ấy, để không để lộ tình cảm trong trang nhật ký. Nhưng giờ đây tất cả đã bị xé nát, không còn gì có thể thay đổi. Tình yêu của cô là một giấc mơ đã vỡ, và cô biết rằng mình cần phải buông bỏ. Nhưng tình cảm dành cho ba thì không thể buông. Dù ông có nghiêm khắc đến đâu, cô vẫn yêu thương và luôn kính trọng ông. Ba là người đã luôn bảo vệ cô, luôn nghĩ cho tương lai của cô. Cô không giận, không trách, chỉ tự dằn vặt mình vì đã làm ba phải đau lòng. Trong lòng Vi là một cơn bão của yêu thương, hối hận và sự yếu đuối của tuổi trẻ. Cô không biết làm cách nào để chuộc lại sai lầm. Chỉ biết rằng từ nay cô sẽ cố gắng không để tình cảm lạc lối làm chủ cuộc đời mình nữa. Nhưng liệu cô có thể thực hiện được điều đó hay lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cảm xúc không lối thoát? Những ngày sau đó, Vi sống trong nỗi cô độc tột cùng. Mỗi sáng thức dậy, cô nhìn thấy những mảng bầm tím trên cơ thể mình như những vết tích nhắc nhở về cơn giận của ba, về những sai lầm cô đã từng mắc phải. Cô không dám đến trường, không phải chỉ vì những vết thương còn đau nhức, mà còn vì nỗi sợ hãi và xấu hổ đè nặng lên tâm hồn cô. Kỳ thi học kỳ 1 đang đến gần, nhưng tất cả sách vở đã bị xé nát, giống như giấc mơ tuổi trẻ của cô cũng đều bị phá tan. Cô bạn thân, người duy nhất mà cô có thể tâm sự và chia sẻ, giờ đây cũng bị cấm cản. Vì cảm thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ, như cô đang rơi vào một hố sâu vô tận mà không có ai đưa tay giúp cô thoát ra. Từng ngày trôi qua, Vi chìm đắm trong sự trống rỗng và tuyệt vọng. Nhưng trong cơn đau đớn ấy, một quyết tâm mạnh mẽ dần hình thành trong lòng cô. Cô sẽ không để bản thân tiếp tục lạc lối vì những cảm xúc phù phiếm. Cô phải thay đổi, phải trở thành người mà ba cô có thể tự hào. Cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để tình yêu làm cô mất đi lý trí thêm một lần nữa. Vi quyết định sẽ không yêu nữa. Cô phải đặt dấu chấm hết cho những cảm xúc mà cô từng nghĩ là yêu đương, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối. Cô sẽ từ bỏ mọi ước mơ về tình yêu, mọi hình ảnh về Hà mà cô từng trân quý. Đó chỉ là một giấc mơ viễn vông, một ảo ảnh mà cô đã sai lầm đuổi theo. Để ba vui lòng, cô thề sẽ không bao giờ để tình cảm dẫn dắt mình lạc lối một lần nào nữa. Vi cũng quyết tâm rằng cô sẽ học giỏi hơn nữa, dù trước đây cô đã là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Nhưng giờ đây, cô muốn vượt qua mọi kỳ vọng,
muốn chứng minh rằng cô không chỉ là một cô gái mơ mộng, mà là một người có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn. Cô sẽ dùng việc học để bù đắp cho những sai lầm của mình, để chứng tỏ với ba rằng cô không cần đến tình yêu để thành công. Cô bắt đầu thu dọn lại tất cả những gì còn sót lại từ đống sách vở tan nát. Mỗi trang giấy bị xé, mỗi dấu vết của sự trừng phạt chỉ càng khiến cô thêm quyết tâm. Trong lòng cô giờ đây chỉ có một con đường duy nhất, tập trung vào học tập, trở thành người giỏi nhất và không bao giờ để cảm xúc đánh lạc hướng nữa. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, một phần trong lòng Vi vẫn không thể nguôi ngoai. Vết thương từ tình cảm đầu đời, sự mất mát của một người bạn thân và cảm giác bị cô lập khỏi thế giới vẫn âm ỉ trong trái tim cô như một vết sẹo khó lành. Cô biết mình phải tiếp tục tiến lên, nhưng cũng hiểu rằng những tổn thương này sẽ còn đeo đẳng cô suốt một thời gian dài. Vi không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy. Đó là ngày mà mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô. Sau khi xé nát sách vở của cô, ba đã quăng tất cả ra ngoài đường giữa cơn mưa nặng hạt, trên con đường đất đỏ nhão nhoẹt với bùn dơ. Từng cuốn sách, từng trang vở mà cô đã dành nhiều ngày đêm chăm chút giờ đây vỡ vụn, lấm lem, nằm chỏng chơ giữa vũng nước bẩn. Cả vài bộ quần áo cũng bị ba quăng ra như một dấu chấm hết cho tất cả những gì thuộc về cô trong thời gian ấy. Vi quỳ sụp xuống, nhặt từng trang sách ướt nhẹp lên, lòng đau thắt. Cô không dám trách ba, nhưng nỗi đau trong cô như một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi hy vọng và ước mơ, những dòng chữ mà cô từng cặm cụi viết ra, những ghi chú học tập giờ đây đều bị rách nát, hòa lẫn với bùn đất. Cô nhìn chúng, lòng đau như cắt mà không thể kêu khóc hay oán hận. Cô mang đống sách vô nhà, nước mưa thấm ướt cả người và từng giọt nước mắt trào ra không dứt. Cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, lấy từng mảnh vỡ còn sót lại, dùng keo dán cẩn thận từng trang giấy bị rách. Đôi tay cô run rẩy, nước mắt lăn dài xuống làm nhòe cả những dòng chữ còn sót lại. Cô cứ tiếp tục như thế, như thể muốn cứu vãn những gì đã bị phá hủy nhưng lại bất lực trước sự tàn nhẫn của thực tế. Nhìn những cuốn sách đã dán lại nhăn nhấm đầy nước, Vi cảm thấy lòng mình trống rỗng. Mọi thứ như rời khỏi tầm tay cô và không có gì có thể quay lại. Cô hiểu rằng đó không chỉ là việc ba xé nát sách vở mà là dấu hiệu cho sự tan vỡ giữa cô và gia đình. Cô thương ba nhưng không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Những mảnh vụn ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cô như một kỷ niệm đau buồn mà cô phải sống chung với suốt cuộc đời mình. Những ngày đó Vi không thể chịu đựng được không khí nặng nề trong nhà. Cô quyết định sang nhà chị gái để tránh mặt ba, tìm chút bình yên giữa những rối ren cảm xúc. Mới khi tình cờ thấy ba, cô lặng lẽ lẩn đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của ông. Cảm giác tội lỗi luôn đeo bám cô như một cái bóng không thể thoát ra. Cô biết ba yêu thương cô, nhưng ông lại không biết cách bày tỏ ngoài những lời trách mắng và cơn giận dữ. Ở nhà chị gái, Vi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đêm xuống, cảm giác cô độc và những dây dứt trong lòng cứ dâng lên từng đợt. Cô không dám nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, càng không dám mơ mộng về Hà. Tất cả chỉ là những hoài niệm đau lòng. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại càng thấy bản thân ngu ngốc vì đã để trái tim mình trôi dạt vào một mối tình đơn phương viển vông. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân mắc phải sai lầm đó nữa. Cuộc sống của Vi kéo dài trong sự im lặng và né tránh như vậy được khoảng 2 tuần. Không khí căng thẳng giữa cô và ba dường như không còn quá ngột ngạt, nhưng vẫn nặng nề đến khó thở. Vi biết rằng cô không thể sống như vậy mãi, cô phải quay trở lại trường học, phải đối diện với mọi thứ, những ngày trốn tránh chẳng thể kéo dài thêm, và cô quyết định trở lại trường. Ngày đầu tiên quay lại trường, Vi bước vào cổng trường với trái tim nặng nề,
Cô biết mình phải đối diện với ánh mắt của mọi người, với những lời bàn tán về sự vắng mặt bất thường của cô. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô tự nhủ rằng từ giờ chỉ có việc học là quan trọng nhất. Thời gian nghỉ học phải được xin phép bằng sự dối trá. Bệnh. Bạn bè thấy Vi đến thì tụi nó ào lại hỏi thăm. Vi gầy nhom, mắt thâm quầng. Nhìn mặt Vi thì khỏi cần phải nói, ai cũng sẽ nghĩ là một người vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Vi đứng lặng người, nước mắt chực trào khi thầy chủ nhiệm bước tới và nói với Nga về việc cô ấy đã cẩn thận chép lại từng trang vở cho Vi trong suốt thời gian Vi nghỉ học. Vi không thể tin vào tai mình, cũng không thể ngờ rằng những người bạn xung quanh lại dành cho mình sự quan tâm sâu sắc đến vậy. Nga, lớp trưởng chăm chỉ, đã âm thầm viết thêm một bản tất cả các môn học chỉ để giúp Phi không bị tụt lại phía sau trong kỳ thi sắp tới. Khi Nga lặng lẽ đưa quyển vở đã được viết cẩn thận đến tay Vi, đôi tay cô run rẩy, những dòng chữ gọn gàng, ngay ngắn trên từng trang giấy trắng tinh khôi như phản chiếu tấm lòng của những người bạn đã luôn bên cạnh cô, ngay cả khi cô nghĩ mình đã cô độc nhất. Lòng Vi tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, cô cảm thấy ấm áp, nhưng cũng thấy đau xót cho chính mình. Cô gầy đi, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ, vì cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Giờ đây những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô không phải vì nỗi đau hay sự dằn vặt, mà vì tình thương và lòng biết ơn không thể diễn tả thành lời. Vi không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng nếu nhìn thẳng vào những gương mặt thân quen ấy, cô sẽ khóc òa ngay giữa lớp. Vi đừng lo, có tụi mình ở đây, bạn sẽ không bị lỡ bất cứ bài nào hết á. Nga nói, giọng ấm áp và chân thành. Những người bạn khác cũng quay lại nhìn Vi, nở nụ cười đầy khích lệ, khiến lòng Vi nhẹ nhàng hơn. Trong giây phút ấy, Vi nhận ra rằng cô không chỉ có một mình trên con đường đầy khó khăn này. Bạn bè, thầy cô, họ luôn âm thầm dõi theo và sẵn sàng giúp đỡ cô. Vi siết chặt quyển vở trong tay, như siết chặt một quyết tâm mới. Cô tự hứa với lòng sẽ không để những kỳ vọng ấy mất đi. Vi, đừng lo, nếu mà không hiểu chỗ nào có thể hỏi lại mình hen. Nga nói với giọng đầy sự động viên, nở một nụ cười tươi rói. Câu nói ấy không chỉ là một lời hứa, mà còn là sự tiếp sức và động viên tận sâu trong trái tim Vi. Nga luôn là một học sinh xuất sắc trong lớp, không chỉ vì thành tích học tập vượt trội, mà còn vì sự tận tâm và trách nhiệm trong vai trò của mình. Cô là lớp trưởng, và với thành tích học tập tốt, đã trở thành hình mẫu đáng để tất cả bạn bè noi theo. Vi cũng đã từng là lớp phó học tập, cùng Nga giảng bài cho những bạn học kém hơn trong lớp, và họ đã làm việc cùng nhau một cách ăn ý. Dù vậy, sự thân thiết giữa hai người chủ yếu chỉ gói gọn trong môi trường học tập, nơi họ cùng chung một mục tiêu là giúp lớp học tốt hơn. Về mặt tình cảm, Vi lại còn có một người bạn rất gần gũi khác, đó là Ngân. Ngân sống gần nhà Vi và là người bạn đồng hành cùng Vi trên hành trình đến trường, thường xuyên cùng nhau đạp xe qua những con đường đất đỏ, trải qua hành trình dài 5 cây số để đến lớp. Đối với Vi, Ngân không chỉ là một người bạn thân mà còn là nguồn động viên lớn lao trong cuộc sống cá nhân của cô. Những buổi sáng cùng Ngân đi học, họ thường chuyện trò vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện và ước mơ của mình. Ngân luôn là người lắng nghe và động viên Vi mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi hoặc gặp khó khăn. Ngân không chỉ là bạn học, mà còn là bạn tâm giao, người mà Vi có thể tin tưởng và chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất. Chẳng mấy chốc Vi đã bắt kịp các bạn. Vi đã chứng minh bằng kỳ thi học kỳ 1 với số điểm rất cao, Vi đứng hạng 3 trong lớp. Cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào vì đã vượt qua khó khăn và chứng minh được rằng mình vẫn có thể thành công dù phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Quay lại câu chuyện về Ngân, người bạn thân thiết của cô giờ không còn được phép đến nhà được học cùng cô nữa. Vi cảm thấy buồn và lo lắng khi nhìn thấy sự khó khăn của Ngân và cô không thể không cảm thấy nuối tiếc khi không còn giúp đỡ bạn như trước. Ngân học không giỏi, và việc không còn được Vi hỗ trợ đã khiến cô gặp nhiều khó khăn trong việc ôn tập. Thay vào đó, họ chỉ còn có thể cùng nhau học bài trên đường đến trường, cùng đạp xe đạp và cùng nhau ôn lại bài học qua những cuốn vở mở được đặt trên tay cầm xe đạp. Mỗi sáng sớm,
Khi cả hai cùng đạp xe đến trường, Vi và Ngân tận dụng thời gian đó để ôn bài, vừa đạp xe vừa trao đổi bài học. Mỗi buổi trưa sau khi lớp tan, họ đều ở lại khoảng 30 phút để Ngân không hiểu gì thì Vi giảng giải cho cô. Sau đó cả hai đạp xe hối hả về nhà trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mặc dù không có điều kiện học tập tốt như trước, Ngân vẫn chăm chỉ và nỗ lực hết sức mình. Cuối cùng, Ngân cũng vượt qua kỳ thi học kỳ với số điểm không cao nhưng đủ để không phải lo lắng về việc trượt học. Mối quan hệ giữa Vi và Ngân trở nên càng gắn bó hơn trong những ngày này. Dù không còn cùng nhau học bài ở nhà, nhưng tình bạn và sự đồng cảm của họ đã giúp cả hai vượt qua những thử thách. Vi nhận ra rằng sự hỗ trợ và động viên từ bạn bè không chỉ là về kiến thức, mà còn là về tình cảm và sự quan tâm, và điều đó đã giúp cô và Ngân cùng nhau mạnh mẽ hơn trên con đường học tập. Bẵng đi một thời gian ngắn nghỉ học giữa kỳ, Vi dần trở lại với cuộc sống bình thường. Những kỷ niệm về Hà đã phai mờ trong tâm trí cô. Có những lúc ngồi một mình, Vi lại mơ màng nghĩ về quá khứ. Cảm giác như mình thật ngốc nghếch khi đã từng mơ tưởng về việc trở thành người yêu của Hà. Những ngày tháng mơ mộng ấy giờ đây chỉ còn là ký ức xa và gần như đã lùi sâu vào dĩ vãng. Hà, con trai lớn trong một gia đình đông anh em, đã sống một cuộc sống đầy vất vả. Anh vừa phải đi học vừa phải giúp đỡ công việc nhà và làm việc thuê để phụ giúp gia đình. Nhà Hà nghèo khó nên ba anh phải chăm sóc công việc đồng áng, thường xuyên làm công cho các gia đình khác trong vùng. Hình thức làm công này được gọi là dần công. Dần công tức là làm hết việc của nhà này rồi sang nhà kia. Không ai được nhận tiền công của ai mà đổi lại là nhà nào cũng hết việc. Nhóm họ có từ 10 đến 15 người, cứ vậy quay vòng cả nửa tháng. Những gia đình không có người làm thì buộc phải thuê mướn người làm. Ba Hà làm việc chăm chỉ, siêng năng và vất vả. Nhà đông con, Hà thương ba nên rảnh thời gian nào là anh phụ giúp để ba có thêm tiền nuôi năm anh em đi học. Cứ mỗi đêm, khi tiếng gà gáy khuya vang lên thì hai cha con anh ra đồng cày cuốc. Hà đã giúp ba mình từ khi mẹ anh chuyển bệnh nặng và phải nằm liệt một chỗ. Họ làm việc cho đến khi mặt trời chuẩn bị mọc và những tia nắng hé nhẹ thì Hà vội vã về nhà để chuẩn bị đến trường. Dù làm việc cực lực và trải qua những đêm không ngủ, Hà vẫn giữ được sự tập trung và phong độ trong học tập. Anh không để những khó khăn trong cuộc sống cản trở mình. Hà là một học sinh xuất sắc, một lớp trưởng gương mẫu và bí thư đoàn trường, một hình mẫu về sự kiên cường và tinh thần học tập vượt lên mọi thử thách. Người ta chỉ thấy một cậu học sinh chăm chỉ và xuất sắc trong lớp, một học sinh gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động học tập và ngoại khóa. Hà luôn dẫn đầu trong các buổi họp lớp, là hình mẫu của học sinh giỏi được thầy cô công nhận và là một lớp trưởng năng động, được bạn bè và thầy cô quý mến. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ hoàn hảo đó là một gia cảnh nghèo khó và những thử thách lớn lao mà anh phải đối mặt hàng ngày. Có phải những khó khăn vất vả đã làm cho con người ta kiên cường và mạnh mẽ với nhiều quyết tâm hơn? Những thử thách và gian khổ trong cuộc sống đã giúp rèn luyện cho Hà sự bền bỉ và tinh thần vượt khó. Những đêm dài không ngủ, những giờ lao động vất vả trên cánh đồng và việc chăm sóc mẹ và các em đã tạo nên một Hà mạnh mẽ với nghị lực phi thường. Thời đó, thí sinh chỉ được phép nộp đơn thi vào một trường đại học duy nhất, một trường cao đẳng và một trường trung cấp. Hà đã chọn Đại học Bách Khoa, một trong những trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, anh vẫn vượt qua và thi đỗ vào trường mình mơ ước. Thời đó, nếu bạn không đỗ vào bất cứ trường đại học, cao đẳng hay trung cấp, thì con đường học tập của bạn sẽ dừng lại. Con trai phải chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự, còn con gái thì có thể chọn lấy chồng hoặc đủ can đảm có thể ôn luyện để thi lại vào năm sau. Những lựa chọn đó không dễ dàng và thường mang đến áp lực lớn cho các bạn trẻ. Hà biết rằng nếu không đỗ vào đại học, anh sẽ phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Cả gia đình đã đặt kỳ vọng vào anh và anh cũng không muốn làm thất vọng những người đã vất vả để hỗ trợ mình. Những ngày ôn thi căng thẳng và áp lực,
Anh luôn nghĩ về tương lai và sự hy sinh của cha mẹ. Những nỗ lực không ngừng của anh không chỉ để thực hiện ước mơ của mình, mà còn để làm niềm tự hào cho gia đình. Khi kết quả thi đại học được công bố, niềm vui và sự hạnh phúc của Hà không chỉ dành cho bản thân anh, mà còn là một phần thưởng lớn cho cha mẹ và các em. Anh đã đạt được mục tiêu và chứng minh rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu có quyết tâm và sự kiên trì. Sau khi nhận được thông báo kết quả và bắt đầu những ngày học tại Đại học Bách Khoa, Hà không quên quay trở lại trường trung học để tham dự lễ kỷ niệm dành cho các học sinh cũ. Đó là một truyền thống hàng năm của nhà trường, cũng là cơ hội và là dịp để những học sinh cũ thổ lộ hoàn cảnh và kể về hành trình đạt được ước mơ. Là dịp để thế hệ đàn em lấy đó làm tấm gương soi sáng hay rút tỉa những kinh nghiệm cho bản thân mình. Vi nhớ lại ngày hôm đó như mới xảy ra hôm qua. Trong bộ áo dài trắng tinh khôi như thường lệ, cô dắt chiếc xe đạp vào cổng trường. Khi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Hà, một cảm xúc lạ lùng và sâu sắc trào dâng trong lòng. Mặc dù Hà không còn là một phần cuộc sống hàng ngày của cô nữa, nhưng hình ảnh của anh vẫn sống động trong ký ức và trái tim cô. Cô cảm nhận được sự trưởng thành và sự thay đổi ở Hà. Anh giờ đây trắng trẻo và thư sinh hơn so với thời gian trước, dù thời gian không mấy là bao. Họ đi lướt qua nhau vào sân trường. Hà gặp lại bạn bè và bao nhiêu câu chuyện cần kể. Cả trường sôi động hơn thường lệ. Hôm nay, tất cả các lớp được nghỉ tiết đầu tiên để buổi lễ được tổ chức long trọng. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu với vẻ tự hào và sau đó giới thiệu. Các em có nhớ ai đây không? Cả đám chúng tôi đồng thanh. Dạ có. Thầy hiệu trưởng tiếp tục. Đây là anh Nguyễn Huy Hà, người đã đạt được số điểm 27/30 trong kỳ thi vào Đại học Bách Khoa. Bao nhiêu con mắt tròn xoe và chúng tôi bỗng đồng loạt la lên mà không cần phải bảo nhau. Trong buổi lễ hôm ấy, Hà đứng trên bục phát biểu với vẻ đỉnh đạt và tự tin như ngày nào. Anh chia sẻ về hành trình của mình, về cuộc sống của mình, những khó khăn và những thử thách mà anh đã vượt qua và cách mà những điều đó không cản trở anh đạt được thành công. Anh muốn khuyến khích các bạn học sinh hiện tại không nên bỏ cuộc dù gặp bất cứ khó khăn nào nếu họ giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực. Lúc này, Vi mới thực sự hiểu rõ hoàn cảnh của Hà. Gần như cả trường không ai biết nhiều về những vất vả mà anh đã phải trải qua. Những điều mà Hà chia sẻ khiến cô cảm thấy mình chưa từng thấy toàn bộ câu chuyện. Mỗi lời anh nói như là một mảnh ghép giúp Vi lắp ráp bức tranh về Hà mà cô chưa bao giờ hoàn chỉnh được. Cô nhận ra rằng sự thành công của Hà không chỉ đến từ sự thông minh mà còn từ sự chịu đựng và nghị lực phi thường. Khi Hà đứng trên bục phát biểu, ánh mắt anh không ngừng hướng về phía Vi đang ngồi lặng lẽ bên dưới. Dưới ánh sáng của buổi lễ, Vi nổi bật giữa những học sinh nữ mặc áo dài trắng như một điểm sáng. Bộ áo dài của cô không chỉ hoàn hảo về mặt thẩm mỹ mà còn tôn lên vẻ đẹp thanh thoát một cách đặc biệt. Trong khi các bạn khác cũng khoác áo dài trắng, Vi vẫn thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sang trọng và tự tin. Khuôn mặt Vi mang vẻ đẹp sắc sảo và tinh tế với làn da trắng mịn và đôi má hồng. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, phản chiếu sự thông minh và dịu dàng. Khi Hà quét ánh mắt qua đám đông học sinh, Vi nổi bật và thu hút sự chú ý đặc biệt của anh. Giữa biển trắng tinh khôi, Vi như một hình ảnh hoàn hảo, lấp lánh trong ánh sáng của buổi lễ, tạo nên một ấn tượng sâu sắc trong lòng Hà. Từ khi còn nhỏ, Vi đã nổi bật với khả năng cảm nhận ngôn từ tuyệt vời. Ngay từ những năm học đầu tiên, cô đã chứng tỏ sự thiên phú của mình qua việc không bao giờ mắc lỗi chính tả tiếng Việt. Điều này cho thấy sự nhạy cảm và hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ của cô. Khi lớn lên, niềm đam mê văn học trong Vi vẫn mạnh mẽ. Cô tiếp tục đọc sách và khám phá sâu hơn thế giới chữ nghĩa. Những bài luận của Vi luôn đạt điểm tuyệt đối, thể hiện không chỉ qua sự chính xác về chính tả, mà còn qua cách diễn đạt mạch lạc và sâu sắc. Sự tinh tế trong lựa chọn từ ngữ và khả năng phân tích sắc bén để giúp cô nổi bật không chỉ trong lớp học, mà còn trong các cuộc thi văn học và được đánh giá tốt từ giáo viên.
Cô nhớ lại năm lớp 9 khi được chọn là học sinh duy nhất của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn. Thành tích đáng tự hào của cô. Cô đứng hạng 3 toàn thành phố, đã khẳng định tài năng của mình. Mặc dù có thể tiếp tục phát huy khả năng văn học, nhưng khi vào cấp 3, cô học giỏi môn sinh học và định hướng của cô đã thay đổi từ khi cô bắt đầu lớp 11. Cô ước mơ trở thành cô giáo dạy học hoặc trở thành người nghiên cứu thuốc y học. Cô dự định thi vào trường y dược. Định hướng của cô đã thay đổi kể từ buổi nói chuyện của Hà trước toàn trường. Cô biết được hoàn cảnh và muốn làm điều gì đó cho Hà, không phải chỉ là tình yêu mà là sự kính trọng, cảm kích và mong muốn giúp đỡ và làm điều gì đó tốt cho cuộc sống này. Ước mơ của Vi dần trở thành ngọn lửa cháy bỏng trong lòng cô kể từ sau buổi nói chuyện ấy. Ý chí và quyết tâm của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vi biết rằng con đường đến với ngành y không hề dễ dàng, nhưng trong lòng cô, một suy nghĩ đơn giản và chân thành vẫn luôn hiện diện. Nếu mình trở thành bác sĩ, mình có thể giúp mẹ của Hà và cũng có thể giúp đỡ những người khác như vậy. Cô dành nhiều đêm thức trắng, cố gắng vượt qua khối lượng kiến thức khổng lồ của các môn học khối B, toán, hóa, sinh. Không phải là những môn dễ dàng, nhưng Vi luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực, cô sẽ thành công. Cô học không ngừng nghỉ, thậm chí có những đêm học đến tận 2 giờ sáng, sau đó ngủ vội vài tiếng rồi lại dậy để chuẩn bị đến trường. Đôi lúc, cô mệt mỏi đến mức mắt cay xè, nhưng lòng quyết tâm và hình ảnh của Hà cùng hoàn cảnh gia đình anh khiến cô không cho phép mình dừng lại. Những ngày tháng ôn luyện căng thẳng cứ thế trôi qua, nhưng trong lòng Vi, ước mơ trở thành bác sĩ ngày càng lớn dần. Cô biết, để thực hiện điều này, cô cần phải vượt qua những khó khăn trước mắt, cả về kiến thức lẫn áp lực từ bản thân. Những đêm dài thức học, những trang sách không dứt và những bài tập hóc búa đều là thử thách mà cô đặt ra cho mình. Dù đôi khi cảm thấy kiệt sức, Vi không hề nao núng. Cô nghĩ về Hà và mẹ anh, về những người cô có thể giúp đỡ trong tương lai. Với trái tim đầy sự cảm kích và khao khát cống hiến, Vi tự nhủ rằng ước mơ trở thành bác sĩ không chỉ là cho riêng cô, mà còn là một sứ mệnh lớn lao mà cô đã tự mình lựa chọn. Vi luôn cảm nhận được tình thương yêu từ mẹ, một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và luôn đứng sau để ủng hộ con gái. Khi Vi tâm sự với mẹ về ước mơ trở thành bác sĩ, mẹ hoàn toàn đồng ý và ủng hộ quyết định của cô. Mẹ hiểu rằng mong muốn của Vi không chỉ xuất phát từ sự kính trọng dành cho Hà, mà còn là từ tấm lòng nhân ái và khao khát cống hiến cho cuộc đời. Tuy nhiên, Vi biết rõ rằng quyết định của mình sẽ không dễ dàng được ba chấp nhận. Ba cô là người nghiêm khắc, nguyên tắc và luôn đặt kỳ vọng cao vào con cái. Trong lòng ông, nghề giáo là sự lựa chọn tốt nhất cho Vi. Ông luôn nói rằng nghề giáo nhẹ nhàng, ổn định và phù hợp với cô gái có tính cách như Vi. Đặc biệt, trong mắt ông, ngành y quá vất vả và không phù hợp với con gái. Dù rằng ai cũng biết câu nói, nhất y, nhì dược, thể hiện sự coi trọng của xã hội đối với hai ngành này. Nhưng đối với ông, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm mới là quan điểm an toàn hơn cho con gái mình. Những lần Vi thể hiện ý định theo đuổi ngành y, ba thường gạt đi bằng những lời dạy dỗ gay gắt. Ngành y không phải chuyện chơi, con gái không nên lựa chọn con đường vất vả như vậy. Làm cô giáo sẽ tốt hơn, nhàn nhã, còn có thời gian chăm sóc gia đình sau này. Những lời này khiến Vi nhiều lần cảm thấy áp lực và bất lực. Cô không muốn làm ba buồn, nhưng cũng không thể từ bỏ ước mơ mà mình đã lựa chọn. Mẹ cô dù rất thương con và luôn là người an ủi, nhưng bà cũng thường xuyên rơi vào tình thế khó xử giữa hai người. Bà đau lòng mỗi khi thấy ba trách mắng Vi, đôi khi còn nổi nóng đến mức đánh cô vì sự cứng đầu. Trong thâm tâm, mẹ hiểu và ủng hộ Vi, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để đứng ra phản đối chồng. Bà chỉ biết ôm con sau mỗi lần cãi vã, nhẹ nhàng khuyên bảo Vi nên suy nghĩ lại, đừng quá căng thẳng với ba. Mỗi lần như vậy, Vi cảm nhận rõ sự bất công trong mâu thuẫn này. Cô yêu thương và kính trọng ba mẹ, nhưng cũng không thể từ bỏ hoài bão của mình. Dù yêu thương gia đình,
cô vẫn không thể chấp nhận việc phải từ bỏ ước mơ chỉ vì một quan niệm cũ kỹ. Vi biết, con đường mình lựa chọn không dễ dàng, nhưng nếu không dấn thân, cô sẽ phải sống trong sự nuối tiếc và hối hận. Sự giằng co giữa tình yêu gia đình và ước mơ cá nhân tạo nên một bức tranh đầy mâu thuẫn mà trong đó Vi phải đối mặt với sự lựa chọn đầy khó khăn. Tiếp tục đi theo ước mơ hay làm vừa lòng ba để giữ sự bình yên trong gia đình? Mời cô bác anh chị và các bạn đón xem phần kế tiếp để tiếp tục theo dõi hành trình của Vi giữa những mâu thuẫn gia đình và ước mơ trở thành bác sĩ. Liệu cô sẽ chọn con đường nào? Sự đấu tranh giữa lòng hiếu thảo và khát khao chinh phục ước mơ sẽ dẫn dắt cô đến đâu? Hãy cùng đón và chờ những diễn biến hấp dẫn trong phần tiếp theo. Và như thường lệ, mình khuyên mời cô bác anh chị và các bạn đăng ký kênh, đón xem video chia sẻ công thức và cách nấu các món ăn trên kênh YouTube Vành Khuyên Lê vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, và nghe kể chuyện trên kênh Món Chay Ngon Vành Khuyên. Vành Khuyên trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.